Xin chào cả nhà. Thì hồi sáng này em có đi ra ngoài đường để em quay cái video qua anh đào cho cả nhà xem á. Thì ngay cái đợt này là do là em bận quá, em đi làm không có thời gian đi đi lại cái nơi đó để mà quay qua anh đào sớm, để em trong cái lúc mà qua anh đào đang nở á. Thì do một tuần rồi em mới đi một lần, cho nên là một tuần em mới lo làm đi video một lần. Ngay cái đợt trời mưa nữa, cho nên qua nó vừa nở xong thì mưa xuống thì nó cũng muốn hết rồi, cho nên đó là em tạm thời quay cái video này cho cả nhà xem cảnh hoa anh đào nở vào mùa xuân ở Hàn Quốc á. Thì cả nhà thông cảm giùm bạn nước nha, xem video để khoảng một tuần hai tuần nữa sẽ có những cái loại hoa khác nữa, thì bạn Phước sẽ cố gắng đi sớm sẽ quay cho cả nhà xem những cái loại hoa mới của loài hoa ở Hàn Quốc cho cả nhà xem. Rồi cả nhà vui lòng đăng ký kênh và like chia sẻ để cho bạn Phước có động lực làm video tiếp theo ha. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Nhà cùng mình đi ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc nha cả nhà. Mọi người cả nhà ơi, cả nhà nhìn ngắm hoa với anh đào cùng bạn Phước nha. Hoa anh đào vào mùa xuân của Hàn Quốc này cả nhà. Bữa nay trời mưa cho nên nó hơi tối một chút. Rất là đẹp cả nhà ơi.
sáng rồi cả nhà. Như một cái giờ hôm qua này. Hôm qua bên kia cái quay những cái cây đó. Thì ít nhất dòng sưng đi là qua nó nở nhiều lắm.
thích không cả nhà ơi? Hôm nay qua nó hơi bị rụng nhiều, em đi trễ quá. Cả nhà xem video của em rồi sang năm sau em cố gắng em quay cho cả nhà xem nhiều hơn nữa nha. Chào cả nhà nha. Sau năm sau em sẽ cố gắng quay cho cả nhà xem nhiều hoa anh đào cảnh đẹp nha. Giờ bữa nữa mình sẽ quay cho cả nhà con những cái loài hoa khác nữa. Bây giờ chỉ là hoa anh đào. Thì em kết thúc video đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo nha. Cả nhà vui lòng like và chia sẻ và comment để cho em có động lực để làm video tiếp theo nha. Chào cả nhà nha. Bye bye.